sinh mà mới có đã bắt đầu bước vào năm thứ ba mới được có 2 năm. Cho nên chúng ta cần phải suy nghĩ một cách làm sao khách quan biện chứng, khách quan biện chứng để chúng ta cũng thấy rằng à, chúng ta đang ở cái thời điểm này, chúng ta đang có những cái khó khăn như thế. Nhưng ví dụ khóa 1, 2 năm nữa các em tốt nghiệp, các em luôn luôn tự hào và tự hào mãi, và sau này chúng tôi là những sinh viên của chương trình tiên tiến khóa đầu tiên. Ai có được cái tự hào đó? Chỉ có các em mới có được, không ai có cái tự hào đó cả. Cho nên bên cạnh cái được, bên cạnh cái mất, luôn luôn đan xen với nhau. Và đấy là cái nét đẹp của cuộc sống. Tất cả một số vấn đề các em đưa ra, ngay kể cả nhà trường chúng tôi cũng còn đang hoàn thiện được. Và đấy các em thấy, thì văn phòng chương trình tiên tiến vừa mới ra đời. Đâu có phải là ngày hôm nay qua một giấc ngủ, qua đêm ngày mai mọi thứ nó đã hiện sẵn lên hình ảnh nguyên mình perfect, không còn gì để nói nữa đâu. Không, nó đang là trong quá trình vận hành, trong quá trình vận động. Chúng tôi muốn nói như thế thì các em cũng thấy những cái bức xúc của các em, nhiều khi đấy chính là bức xúc của chúng tôi. Chúng tôi hiểu có cái chúng tôi làm được, có cái chúng tôi chưa làm được, có cái 3 tháng nữa, có cái 6 tháng nữa. Và các em hay tôi dám mạnh dạn tuyên bố với các em, khung chương trình của các em được ký rồi đúng không? Vừa mới nhận về ngày hôm nay ạ. Vâng. Đấy, một câu chuyện mà đứng ra về mặt nguyên tắc là phải có cái đó xong, trình lên tất cả các cơ quan nhà nước rồi bắt đầu mới được tiến hành đào tạo. Chúng ta vừa làm vừa đi lên sự hoàn thiện. Nhưng khi chúng ta có cái đó về mặt pháp lý là các em vững như bàn thạch rồi. Trường chúng tôi vững như bàn thạch. Chỉ phải bây giờ làm sao cái đó chạy cho thật tốt, tốt theo được cái sự mong muốn của chúng ta. Còn khi chưa có cái đó, bất kỳ một cơ quan nào người ta vào, người ta hạch một cái là chúng ta sai. Chúng tôi sai, các em cũng sai. Các em là hậu quả, chúng tôi là sai. Nhưng hôm nay có cái đó là chúng ta chắc chắn. Mà cũng mất 2 năm mới chạy được cái đó, nhà trường mới làm được việc đó. Không phải là 2 tháng. Thì đấy là vấn đề tiếp theo chúng tôi muốn nói với các em. Và ngày hôm nay gặp các em, tôi nghĩ là từ nếu mà tiến tiến 1 đến giờ gặp tôi chắc cũng phải 3-4 lần. Và mỗi lần gặp các em thì trong tôi lại có một cái cảm giác vững chãi hơn về cái chương trình này. Đây là một chương trình hết sức thách thức, không phải thách thức đối với em, thách thức với chính bản thân cá nhân tôi và cả thầy của nhà trường. Chương trình tiên tiến là một cái hoạt động của Bộ Giáo dục Đào tạo Việt Nam. Cho đến bây giờ tôi không biết là tổng cộng ở đất nước Việt Nam chúng ta có bao nhiêu chương trình tiên tiến được Bộ Giáo dục Đào tạo cho phép thực hiện. Nhưng trong ngành y dược duy nhất có một chương trình là chương trình của các em, không có cái thứ hai. Và trong tất cả các chương trình đào tạo nói chung, đặc biệt là chương trình đào tạo tiên tiến, đào tạo của ngành y dược và đào tạo của các em là cực kỳ khó khăn. Còn công nghệ thông tin, còn tài chính, vân vân, đào tạo chương trình tiên tiến đơn giản hơn rất nhiều. Thầy cô cũng dễ. Bên các em là bên y, mai kia các em học lâm sàng, dạy các em chương trình tiên tiến như thế nào cả vấn đề. Dễ. Còn các bạn bên kia chỉ ngồi trong thư viện, ngồi trong giảng đường, giao tiếp với thầy trò xong, các em phải giao tiếp với cả bệnh nhân, giao tiếp với cả một cái xã hội nhỏ trong bệnh viện. Nhưng mỗi lần gặp, và năm nay chương trình tiên tiến bước vào bạn khóa 1 và bước vào năm thứ 3, tôi ngày càng tự tin, tôi tin chắc thành công. Chúng ta không thể không thành công được vì nhiều lý do, cả lý do nội tại lẫn lý do ngoài lai ở bên ngoài. Và cái tương lai của các em học là một tương lai cực kỳ sáng. Tôi cũng xin nói với các em, trường này có 7 mã số đào tạo, nhưng tại sao tôi và các thầy trong nhà trường chỉ chọn điều dưỡng để làm chương trình tiên tiến, không chọn chương trình khác? Mặc dù chương trình điều dưỡng nhà trường tôi mới được hơn 10 năm, Hồ Chí Minh đến bây giờ đào tạo được cử nhân điều dưỡng chính thức và chính quy được bao nhiêu năm rồi? Rồi báo cáo thầy là bắt đầu chính thức đào tạo từ năm 95 ạ. 95 là cử nhân điều dưỡng chính quy đầu tiên. Không phải là những chương trình lâu đời, y khoa lâu đời lên nhiều chứ. Không, đấy cho nên là chúng tôi chọn các bạn vì nhiều lý do. Có lẽ thời gian này không có nhiều, cũng không cho phép tôi có thể nói hết với các bạn. Nhưng cái lý do tại sao chúng tôi chọn chương trình tiên tiến cho điều dưỡng. Còn việc các bạn khóa vừa mới vào, coi như gọi là năm thứ nhất, chúng ta đăng ký, các bạn có những cái lo ngại, ai cũng có những cái lo ngại thì mới bước vào một cái chương trình mà mới có độ tuổi đời phải là 2 năm, 3 năm. Nhưng tôi nghĩ rằng trong số các bạn qua những cuộc gặp gỡ, qua những cuộc tiếp xúc với lại các anh các chị khóa trên
Còn khóa 1 thì chẳng tiếp xúc với ai cả. Tôi nói tạm coi như là một danh từ rất là bên ngoài là coi như là vật thí mạng. Bây giờ các bạn vào bây giờ thì đã có hai người khóa trên mình rồi để mang ra kiểm chứng đèo hỏi rồi. Cho nên là khóa năm nay vào tôi cho chắc là câu chuyện nó sẽ khác đi rất nhiều. Thế thì thực ra đây là một cái hoạt động rất có ý nghĩa đối với nhà trường. Và bản thân cá nhân tôi tuy là làm người thầy thuốc lâm sàng, nhưng ngay từ khi chưa về trường làm việc ở bệnh viện, tôi cũng là một người tập trung rất nhiều cho công tác điều dưỡng. Rất nhiều công tác điều dưỡng. Tôi đánh giá vai trò của điều dưỡng, tôi đánh giá hệ thống hoạt động của tổ chức của điều dưỡng. Và chính vì thế nên khi về nhà trường tôi cũng tập trung cái suy nghĩ của mình, tập trung cái tình cảm của mình cho hoạt động điều dưỡng rất là lớn. Bởi vì nó xuất phát từ cái thực tiễn ở trong bệnh viện và xuất phát từ cái thực tiễn của Việt Nam chúng ta. Hiện nay điều dưỡng ở Việt Nam chưa được đánh giá đúng mức như mức điều dưỡng mà phải có của những người làm điều dưỡng.